Chị Út ơi, em đi bán đây. Ê, khoan, Dương Dương. Dạ. Hồi tối á, em thấy cái tay nó có vết kim chích không? Em nhìn không rõ. Trời, khó thấy quá chị ơi. Có gì đâu mà khó. Em đợi nó ngủ say, em dở cái áo nó lên là em thấy liền chứ gì. Em sợ em thức dậy mắt công ảnh nghi nữa. Nghi cái gì mà nghi, em dở thiệt á. Thôi, em nghĩ chắc ảnh không có chích lại đâu. Ảnh còn ngủ trong phòng, đi nguyên ngày hôm qua rồi. Chị đừng có kêu ảnh vậy nha, em đi bán đây. Biết rồi. Ê, dạ. Ăn sáng với chị rồi đi chứ. Thôi, em dậy trễ quá, giờ này chợ đông lắm rồi. Ra ngoài em mua bánh mì em ăn luôn. Thôi đi đi. Em đi nha. Mai mốt những chuyện như vậy em đừng có nói với ba nữa. Anh muốn nói chuyện gì? Chuyện của thằng Vinh, em đừng có làm cho ba lo lắng. Đó là sự thật. Em nói để cho ba biết, đừng có nhắc lại chuyện giao công ty cho vợ chồng mình quản lý nữa. Mất công lại gây xích mích với chú Vinh. Có thiệt là ý em chỉ có vậy không? Chứ anh nghĩ em còn ý gì? Thằng Vinh nó là em của anh, anh có nhường nhịn nó thì cũng không sao. Em đó, đừng có thêm dầu vào lửa để ba la rầy nó nữa. Thì đúng rồi, chỉ cái em xấu thôi. Anh là anh trai tốt mà, là tổng giám đốc Anh Minh mà. Em đứng lại, em đừng có nói cái giọng mỉa mai đó nữa được không? Em thay đổi nhiều quá, ngày xưa em đâu có vậy đâu. Em đi đâu đó? Đây không phải là công ty, em không cần phải báo cáo với anh. Cô kiếm Nam hả? Có gì không? Chào gì? Nghĩ sao kêu tôi bằng gì vậy? Hả? Thằng Nam kêu tôi bằng chị đó. Ai biết? Nhìn chị già, em tưởng nó chị lớn tuổi rồi. Tôi muốn gặp anh Nam. Nó đang ngủ. Mà nó ngủ thì kêu không có được đâu. Bữa khác tới đi, ha. Thôi được rồi, sẵn tôi cũng tới. Tôi vô nhà, để anh ngủ dậy cũng được mà. Nè, xin lỗi. Cô là ai vậy? Con gái con đứa gì mà vô duyên thấy ớn rồi đi sầm sập vô nhà ta là sao? Thì chị muốn làm gì làm đi, đừng quan tâm tới tôi. Con nhà ai mà nhìn thấy ghét. Nam. Có gì em chịu vấn đề không? Con nhỏ nào nhìn cái mặt thấy ghét lắm, kiếm em kìa. Ai vậy? Không biết. Sao không hỏi tên? Kìa, đang ngọn đóng đó. Ai vậy? À, bạn em. Bạn em. Nè, sao tới đây? Anh Nam. Anh về hồi nào vậy? Sao không báo cho em biết? Cả năm nay em nhớ anh lắm, anh biết không vậy? Mới về. Ngồi chơi đi. Em á, con gái nên cẩn thận, đừng có nằm vật vã ngoài đường như tối hôm qua nữa, nguy hiểm lắm. Tối hôm qua em mệt quá, em không biết gì hết trơn á. Sáng ngủ dậy hỏi bà giúp việc, em mới biết là anh đưa em về á. Em cảm ơn anh nha. Trời ơi, có gì đâu, ơn nghĩa gì không biết nữa. Anh mới ngủ dậy hả? Tối hôm qua anh về hơi khuya. Vậy là chưa ăn sáng phải không? Em cũng mới ngủ dậy rồi qua đây luôn á. Anh ăn sáng với em nha. Đi, mình có sai lại gì đâu mà anh ngại. Lâu quá em không nói chuyện với anh, em muốn nói chuyện riêng với anh. Chứ ở đây á, mất công có người rình nghe lén á. Nha, anh đi ha. Đi nha. Cũng được. Đi. Chị Út đẹp. Hả? Chị Út đẹp. Gì? Em đi ăn sáng chút nha. Chị có nấu đồ ăn sáng cho em rồi, ở nhà ăn đi hả? Đi. Thôi, em không ăn đâu, em nhường phần cho chị ăn luôn, cho chị giữ dáng. Em đi ăn sáng với Lệ chút. Em đi nha. Nhỏ này ở đâu ra vậy ta? Tự nhiên Nam sáp vô vậy.
Không được, không được, phải điện cho Dương mới được. À, chị đợi em chút. Dạ em nghe là chị Út đẹp. Dạ, chị ăn thử đi. Bánh này là bánh khoai môn đó. Khoai môn đây nè chị, 45 ngàn. Ngon lắm đó chị. Em nghe chị. Nè, con nhỏ nào cũng mặt thấy ghét lắm. Nó tới nó kéo thằng Nam đi ăn sáng kìa. Dạ sao? Dạ, à, dạ cô, à, còn cái này là bánh đậu xanh. Nhưng mềm lắm, thơm, có trứng muối nữa. Dạ, dạ đây. Dạ, cảm ơn chị. Có khi nào là bạn bè của ảnh không chị? Bạn bè gì mà nó ôm thằng Nam sắc rạc luôn à? Em phải ngăn chặn ngay từ đầu. Chứ không thôi để nó sáp vô là em mất chồng như chơi đó. Không sao đâu mà chị. Lấy cho chị cây này đi em. Dạ, 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 dạ đem gói lại cho. Lấy một cây thôi chị. Chị lấy một cây. Thôi em đang bận nha. Có gì em gọi lại sau nha chị. Nha chị Út đẹp. Dạ của chị 45 ngàn ạ. Tiền em. Dạ. Nhỏ này, mất chồng tới nơi rồi cảnh báo không chịu nghe. Lo buôn bán không à. Em lúc này sao rồi? Em bị đụng xe, phải phẫu thuật. Nằm bệnh viện hết mấy tháng, vật vả. Bác sĩ bảo phải cai thuốc. Em đành phải cai thôi. Nhưng mà khi khỏe lại vẫn nhớ nàng tiên nâu. Còn ba mẹ em á, thì được bà chị bảo lãnh đi Mỹ rồi. Giờ còn có mình em ở đây. Tiệm vàng thì cũng bán rồi, mua cho em căn nhà ở. Còn tài chánh thì ông bà cũng đủ cung cấp cho em ăn chơi. Còn anh, bị người nhà bắt vô trại cai nghiện hả? Trời, làm gì có. Tự anh vô đó. Phải anh không đó? Anh tự cai nghiện hả? Thiệt. Lúc đầu á, khó chịu, đau đớn vật vã lắm. Nhiều lúc á, anh muốn trốn khỏi trại để tìm thuốc. Nhưng mà thôi, nhớ lại bà nội với lại vợ anh, nên anh phải cố gắng để vượt qua. Cũng một năm trời anh mới cai nghiện được đó. Em đó cũng nên đi cai đi, còn làm lại cuộc đời. Hút chích như vậy có ngày em bệnh đó. Mới có một năm mà giọng điệu của anh sao giống bà già em quá vậy? Đúng của em nè. Tại vì anh coi em là bạn, anh muốn tốt cho em thôi. Anh á, đừng có tự tin giảng đạo quá. Tụi thằng trực á cũng vô cai nghiện, về cũng hút chích lại thôi. Không ai cưỡng lại sức hút của thuốc đâu anh à. Anh chỉ khuyên em vậy thôi. Còn anh á, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Ăn nhanh đi, anh còn ra chợ phụ vợ anh bán nữa. Anh bỏ em thiệt sao? Em là bạn của anh, nhưng có điều bây giờ anh không có muốn dính dáng tới ba cái ma túy nữa. Với lại em cũng hạn chế gặp anh đi. Mắc công vợ anh lo lắng, sợ anh quay lại con đường cũ nữa. Ngày xưa mới làm đủ trò, anh có thèm quan tâm đâu. Bây giờ một câu cũng vợ, hai câu cũng vợ. Em sao vậy? Lúc đó anh cưới vợ là vì bà nội của anh. Anh đâu có yêu Dương đâu, cho nên Dương muốn làm gì anh mặc kệ. Nhưng bây giờ anh yêu Dương rồi, anh không muốn Dương phải đau khổ vì anh nữa, hiểu chưa? Tính tiền nè chị ơi. Ừ. Em gửi tiền nha. Ra tính tiền nha chị. Chị à. Dạ. Em chào chị Nguyệt. Chị có hẹn lúc 2 giờ. Dạ chị thông cảm, chờ chút xíu nha. Tại vì nhân viên bên em đang bận khách đó. Chị ngồi đợi chút nha. Không sao, chị tới sớm mà. Dạ. Nhảy lên chút xíu, đưa bên này lên chút. Rồi rồi, lố rồi, hạ xuống chút. Rồi, nghe rồi đó. Rồi, xiết vô đi. Ủa bển bên đây nó làm gì nữa vậy ta? Đó, được rồi đó, xiết đi. Năm, con cảm ơn chú Năm đã giúp con nha. Nếu mà một mình con cháu không xoay sở nổi. Trời ơi, có gì đâu. Lò bánh mì anh mở cửa lại thì chú phải có mặt chứ. Dạ. Rồi được rồi,
siết chặt nha, đừng cho nhúc nhích nữa nghe. Tưởng một đi không trở lại, ai về cũng bò về cái chuồng cũ ha. Gì đây? Không có liên quan gì tới ông nghe. Tự nhiên qua đây nói gì đây? Cái này là nể tình lắm mới thông báo cho mấy người nghe nghe. Có cạnh tranh nổi với sáo vào này không? Mà nhào vô đây làm gì? Hay là 2-3 ngày rồi gỡ bản xuống rồi bỏ mùng vô thúng rồi dọn đi không kịp à? Trời ơi sáo vào, mưa vào người ta không sợ, sáo vào dưới địa thôi, gì thôi, sáo vào chú. Thôi. Dạ, người ta nói buôn có bạn bán có phường mà chú Sáu. Với lại lò Mỹ Anh vốn ở chỗ này, còn cô muốn dời đi chỗ khác. Nè, chứ không phải thấy người ta khai trương trở lại tối ngủ không được đúng không? Không có thèm nói chuyện với đối thủ cho nó tốn hơi, mệt, về ăn cơm cho nó khỏe. Đúng là khó ưa. Ông nói ai khó ưa đó? Tôi nói mấy thằng làm này khó ưa quá đi. Tụi mày khó ưa thiệt chứ. Còn lấy kiến coi cái mặt ai mới khó ưa à. Tôi nói mấy này mà. Dạ. Chú Sáu, tuy hay nói này nói nọ nhưng mà tính tình cũng được lắm chú Nam. Chú biết rồi. Ông á còn đỡ hơn cái lò Nguyệt Viên nhiều. Cái lò đó bây giờ 2 cơ sở đó, sợ mình cạnh tranh mệt lắm đó. Hôm nay con bán ngoài chợ cũng có vài mối quen rồi chú. Con sẽ tiếp tục bán thêm một thời gian nữa để kiếm thêm khách. Thôi con về lò bán đi, bán ở chợ cực lắm. Lò chỉ bán được cho mối thôi, chưa đầy ít khách lẻ lắm. Mình bây giờ mình bị giật hết mối rồi, ở chợ dù sao cũng dễ kiếm mối hơn. Chú đừng có lo, con bán được lúc mà. Trước á, bác Mỹ Anh á, thì bị bệnh, còn thằng Nam thì vô trại, cho nên kinh tế gia đình á, giao mình con gánh vác hết trơn. Thiệt là khổ cho con. Con không sao đâu chú. Con chỉ muốn bà nội mau khỏe lại, lò bánh khôi phục. Anh Nam cai được ma túy, làm lại cuộc đời, thì cực khổ bao nhiêu con cũng chịu. Thằng Nam tu mấy kiếp mới cưới được con. Chú hy vọng lần này á, nó có thể từ bỏ được ma túy để làm lại cuộc đời. Thôi, được rồi, xuống đi. Dạ, em mời chị ạ. Chị có hẹn lúc 2 giờ rồi đó em. Dạ, chị ngồi đợi chút xíu nha. Tại vì nhân viên bên em đang bận khách, cho nên chị thông cảm ngồi đợi chút nha. Dạ, mời chị dùng nước. Cảm ơn em. Chị xin lỗi, xin lỗi em. Không có gì đâu em chị. Em có sao không? Xin lỗi nha. Em có thường tới spa này không? Sao chết khi được gặp em quá vậy? Dạ em cũng mới tới được 2 lần à. Chị là khách quen ở đây, thường thường chị đi buổi sáng không à. Hôm nay có việc chị đổi giờ. Dạ. Mà hình như chị thấy em quen quen. Em có làm ở công ty Thiện Đức phải không? Dạ đúng rồi chị. Hình như em chưa có gặp chị lần nào hết. Hôm trước lúc chị tới công ty phỏng vấn, trong lúc chờ đợi chị có thấy em lướt qua. Chắc là em không thấy chị đó. Chị phỏng vấn cho bộ phận nào? Ngày mai chị sẽ làm trưởng phòng nhân sự của công ty đó. Em cũng có nghe nói công ty sắp có trưởng phòng nhân sự mới. Dạ em là Nguyệt. Chị là Quỳnh. Chào. Ủa, chị mà em làm ở bộ phận nào vậy? Dạ em làm trợ lý cho anh Bách. Thì ra em là vợ của tổng giám đốc hả? Dạ. Chị với anh Bách á cũng là bạn, anh cũng nhắc về em hoài à. Không ngờ hôm nay được gặp em ở đây. Dạ. Sau này có gì em chú cố chị với nghe. Trời ơi, chị chọc em hoài à. Em mà chú cố gì. Trời ơi, em không nghe người ta nói sao, lệnh ông làm sao bằng còng bà được. Là do em khiêm tốn đó. Tiền nè, trả đủ rồi đó, biến ra khỏi nhà tôi đi.
Đứa trước có đỡ bị đòn không? Đi. Trời ơi, trời ơi, cái nhà mất gì? Trời ơi, mẹ chết tôi. Ôi trời ơi, trời đất ơi, cái gì mà cứng ngắc trong người ông vậy? Tao muốn chết luôn à. Hên quá chưa bạn. Cái này là bùa hộ mệnh của tôi á. Bùa hộ mệnh cái gì mà bùa hộ mệnh? Hộ mệnh mà để cho người ta đến nhà người ta đập muốn tè tôi luôn vậy nè. Muốn nát cái mặt mà hộ mệnh cái gì? Cái bùa này là để đánh bài chứ đâu phải để đánh lộn. Trời ơi, còn đánh bài cờ bạc nữa. Mẹ. Thôi mẹ ơi. Biến ra khỏi nhà đi. Mẹ. Cả năm nay ông phá tiêu cái xưởng của tôi rồi. Đi, đi mau đi. Đi ra khỏi nhà. Nhà này không phải là cái núi tiền mà chứa cái loại người như ông. Đi. Mẹ. Nè, tôi là chồng bà nghe. Bà nói loại này loại nọ là sao? Ông hả? Ông có xứng đáng làm chồng hay không? Trời ơi, cái thứ cờ bạc như ông á, không có tôi là ông chết bất xác rồi. Đi đi. Bà đừng coi thường tôi nghe. Được rồi, tôi đi cho bà coi. Hả? Ba. Đừng có năn nỉ về đó. Đi đi. Nhớ đó, đừng có năn nỉ về nghe đi, chưa. Đi, đi, đi. Nè, ông đi tôi đốt pháo tôi ăn mừng nữa. Biết. Đi đi. Đi đi. Bà tránh ra. Làm gì? Ông muốn quýnh tôi hả? Tôi lấy cái nón. Ba. Đi. Sao vậy mẹ? Sao mẹ đuổi ba đi vậy? Cái mặt của ổng á, đi vài ngày thôi, không có tiền là lết mặt về hà. Con lo cái gì mà lo? Trời ơi, tao khổ quá trời à, tao khổ quá đi. Mẹ. Bây giờ được chị hả? Tôi biết mà. Ok, bây giờ đi. Rồi. Cho ly phê đá đi. Rồi nãy giờ lâu lắm rồi nè. Rồi, vậy thôi hả? Rồi, biết rồi. Hai Hùng, có gì buồn quá vậy? Ủa anh ba hả? Ủa mà nghe nói hồi đó tụi cho dây nó cũng xiết cái nhà anh rồi hả? Trong cái xui nó có cái hên. Nhờ tụi nó xiết nhà, tôi mới lên thành phố, rồi mới có ngày hôm nay. Anh làm gì trển mà có bộ khá vậy? Tôi làm cò nhà đất. Bất động sản bây giờ nó đang có giá. Tôi liều tôi vay một số tiền mua miếng đất, không ngờ lại trúng đậm. Rồi cứ vậy mà đầu tư thôi. Tiền nó đẻ ra tiền. Cùng đồng lưu chiếu bạc mà anh gặp thời ghê ha. Còn tôi ngày càng thê thảm mà. Thôi bây giờ nể tình chiến hữu ha. Anh có lên thành phố không? Tôi sẽ chỉ cho anh làm cò nhà đất. Đi lên trển cũng phải có chút đỉnh tiền chứ. Mà vợ hả, tôi không có còn cắt nữa. Hay là giờ để tôi làm vài gián coi có gỡ được đồng nào không. Phải có tiền làm vốn chứ rồi tính. Bây giờ tôi về quê ăn dỗ. Chiều tôi lên thành phố liền. Rồi tôi sẽ cho anh số điện thoại để tiện liên lạc. Rồi, cho tôi số điện thoại nha. Em mới về hả? Shopping về đó hả? Ừ. Em, cuối tuần sau anh xin nghỉ phép, mình đi du lịch nha. Em muốn đi đâu? Đâu cũng được. Anh xin lỗi, được chưa? Việc gì anh phải xin lỗi em? Thì mình là vợ chồng, anh xin lỗi trước có sau đâu. Mình làm quà nha em. Quà này mình giận nhau, anh thấy khó chịu quá. Làm quà nha bà xã, đừng có giận anh nữa nha. Vậy từ nay anh không có được lớn tiếng với em nữa đó. Anh sẽ không như vậy nữa. Mà em cũng không được như vậy nữa, nghe chưa? Em biết rồi. Thôi, em đi tắm đây.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dương. Ủa ông, ba, lâu quá con không gặp ba. Sao? Lúc này làm ăn khá không con? Nghe nói là con làm chủ cái lò bánh này hả? Buôn bán được không con? Dạ, cũng được thôi ba. Ba kiếm con có gì không? Ba định mượn con ít tiền. Dương, cho ba mượn 1 triệu nghe. Ba đừng có cờ bạc nữa, con không có tiền cho ba mượn đâu. Cái con này, công tao nuôi mày lớn, tìm cái chỗ giàu sang gả mày. Bây giờ mượn con 1 triệu cũng không cho mượn là sao? Dạ, con nhiêu đây cũng được rồi. Ba trả lại cho con đi. Ba đừng có làm như vậy. Ba không làm gì vậy? Chết rồi. Không làm gì đây hả? Có chuyện gì vậy Dương? Dạ, ba mượn tiền em không cho, rồi ba định lấy tiền của lò bánh. Ông gan quá, dám tới đây lấy tiền nữa hả? Cái lò bánh này cũng có phần của con Dương, mà nó là con của tao. Tao lấy tiền của con tao chút cũng không được hả? Tôi nói cho ông biết, tiền ngày xưa gia đình của tôi đã đưa đủ cho ông hết rồi. Bây giờ Dương và ông không có quan hệ gì hết. Ông đi đi. Ông mà tới đây nữa tôi đánh ông đó. Mày tính làm gì hả? Mày tính làm gì tao? Mày làm gì đó? Mày á, mày có chừng, mày có chừng tao á, có chừng tao á. Dạ có làm gì em không? Dạ, một năm nay không có tới, tự nhiên hôm nay tới à? Không còn dám tới đây nữa, em cứ kêu anh. Anh Nam. Sao em lại tới đây? Em tới mời sinh nhật, tối nay em làm sinh nhật nè. Tối nay anh không đi được, anh phải ở nhà làm bánh phụ vợ anh rồi, anh không đi đâu. Một năm em mới sinh nhật có một lần hả? Anh không để mặt em hả? Anh sợ vợ anh hồi nào vậy? Không phải vậy đâu. Anh Nam ảnh bận thiệt mà. Chị thông cảm nha. Chuyện của tôi với anh Nam liên quan gì tới chị mà chị xí vô hả? Nè, thôi đi. Em làm gì lớn tiếng với vợ anh vậy? Anh đã nói rõ cho em biết rồi. Anh không đi không phải là vì anh sợ vợ, mà anh không muốn vợ anh lo lắng. Vợ anh á, có gì hơn em mà suốt ngày anh mê nó hả? Anh với em á, quen nhau mấy năm trời rồi. Còn anh á, anh mới cưới nó có một năm thôi mà. Thôi, em về đi. Không, em không về. Vậy tùy em. Anh chúc em sinh nhật vui vẻ. Tối nay anh không có tới đâu. Chào chú Nam, con lấy bánh nha. Anh Nam, cô đứng anh lại. Nam. Cô chạy theo nó làm gì? Hả? Cô đi đi. Thằng Nam á, nó đang tu tâm dưỡng tánh. Cô đừng có tới rủ rê nó vô con đường nghiện ngập đó nữa. Tôi rủ anh hút chích hồi nào mà ông nói vậy hả? Ai mà không biết cô là con gái của chủ tiệm vàng Bảo Thạch, ăn chơi trác táng đủ thứ hết trơn, cùng hội cùng thuyền với thằng Nam ngày xưa. Nè, cô đi đi. Nếu mà cô còn rủ rê nó nữa đó, đừng trách tại sao tôi không khách sáo nghe chưa. Được lắm, mấy người hay lắm. Để rồi coi. Nè, con phải canh chừng thằng Nam thật cẩn thận nghe chưa. Dạ. Nam, sáng mai em đi sớm hả? Dạ đúng rồi chị. Mà bánh có sẵn rồi, chắc Nam về em qua em lấy rồi em đi luôn quá. Ừ. Dương. Dạ. Vậy sáng mai em đi với thằng Nam luôn đi. Hay để em đi với anh nha. Anh không có khéo ăn nói bằng em, để em thuyết phục người ta cho. Ừ. Xa lắm. Em ở nhà đi, anh đi một mình được rồi. Ừ. Đi xa có vợ có chồng cho nó vui chứ. Em với Dương hai đứa đi đi. Chị Út này kỳ quá. Đâu phải đi du lịch đâu mà vui. Em đàn ông con trai, em đi nguyên ngày hôm trước, ngày hôm sau em còn đuối nữa. Còn Dương là phụ nữ, sao chịu nổi? Dương. Dạ. Em chịu được mà phải không? Đúng không? Em chịu được phải không? Ừ. Dạ. Thấy không? Nó chịu được đó. Nói vậy là chị không tin em đúng không? Chị kêu Dương theo giống như là kiểm tra rồi theo dõi em đúng không? Ừ. Ai vậy không biết nữa. Chị ơi, ảnh cũng thay đổi rồi. Em tin ảnh, chắc không sao đâu chị. Phải rồi, chồng em chứ không phải chồng chị đâu. Tùy em thôi. Cảm ơn em nhiều lắm vì em đã tin anh. Có gì đâu mà cảm ơn. Bánh ơi, bánh mía sao vào nè. Tía. Gì đây? Ông đi học ghé đây làm chi? Con ghé xin bánh bía ế của tía chứ chi. Trời đất ơi, nhỏ này mới sáng sớm ra đây trù ẻo hả? Con không trù ẻo thì tía cũng bán ế vậy. Tía,
Mấy cái bánh sắp hết hạn, tía cho con nha. Con đem vô lớp cho tụi bạn nó ăn nha tía. Chứ để hết hạn cũng bỏ mà tía nha. Tía mệt quá. Ai in quỷ Nam không? Anh Nam. Anh Nam. Ê, 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 đâu vậy? Qua bên kia con. Anh Nam. Ủa? Anh về hồi nào vậy? À, anh mới về. Em khỏe không? Em khỏe. Ủa? Sao? Mới trốn chạy về hả? Giở mặt trốn chạy biết liền. Chú nói chuyện kỳ quá. Con về có giấy xác nhận của trại đàng hoàng mà. Phải mà. Hay quá vậy. À. Vậy là anh cai nghiện thành công rồi hả? Nắm tay nắm chân cái gì? Chưa chắc đâu. Nó nghiện lại bây giờ đó nè. Dạ chào chú. Chứ con bà Kiên đó, vô trại cai nghiện, thả ra đường tháng bây giờ bỏ mụn vô thúng, bưng vô cai tiếp kìa. Trời ơi, xì ke mà đâu phải dễ cai đâu à. Ai cai không được mà nghiện lại thì con không biết. Nhưng mà riêng con á, con cam đoan với chú là con sẽ không bao giờ nghiện lại. Bởi vì từ khi vô trại á, con đã hứa với lòng rồi. Con sẽ không bao giờ làm ba cái chuyện thất hứa đó để làm hủy hoại cuộc đời. Con sẽ lo lắng cho nội và cho Dương. Và con sẽ lấy lại tất cả những gì lò Mỹ Anh đã mất bởi cái lò nguyên viên. Cha, nói mạnh miệng dữ ha. Bây giờ á, Nguyệt Viên có tới hai lò lận. Cậu nhắm đấu nổi không? Cái lò bên kia đường kìa, sắp dẹp rồi đó. Trời đất ơi, cậu đang nằm mơ với bà Ngài đó hả? Cái bà kia, bà nói cái lò bên đường là cái lò nào? Bà nói cho rõ nha. Thì cái lò của ông chứ lò ai? Trời đất ơi, tôi khuyên thiệt lòng nha, ông dẹp tiệm đi. Đừng có cố quá, thành quá cố bây giờ á. Cậu cũng vậy đó, có được vài đồng á thì đi kiếm việc khác mà làm ăn. Đấu với tôi hả? Có ngày không còn xu dính túi nữa đó. Cái con mẹ này, cái lọ của bà hay lắm sao bà nổ dữ vậy hả? Ờ, đâu có hay. Mà bánh tôi á, bán khắp cái Sóc Trăng này. À, sáng sớm gặp bà trợn bà cháu gì đâu không. Tôi đi về lấy ba bánh ấy. À, lấy ba bánh mới đem đi tặng cho mấy đứa nhỏ. Yeah. Em về nha anh Nam. Ờ. Thôi đừng để ý mà anh. Anh đâu sao đâu. Anh đi vào bánh nha. Dạ. Anh đi cẩn thận. Anh đi nha. Ủa anh Bách. Anh. Chà, hai người làm lành rồi hả? Dạ, tụi em là vợ chồng mà. Giận rồi cũng về thôi. Coi bộ còn tình cảm hơn lúc trước nữa chứ. Anh Bách đó, lo kiếm chị dâu đi, để khỏi phải ghen tị với tụi em. Ok, chắc chắn anh phải tăng tốc mới được. Chào anh Bách, chào anh chị. À, hôm nay sẽ có sếp mới về phòng dân sự. Chị Quỳnh đó là người cầu toàn, đòi hỏi cao. Nhưng mà chị ấy cũng có nhiều kinh nghiệm. Em cố gắng theo chị học hỏi nha. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn tổng giám đốc. À, chị Quỳnh. Chào mọi người. À, dạ, đây là chị Quỳnh, trưởng phòng nhân sự, sếp mới của em đó. Tụi em đã biết nhau từ trước rồi. Ủa, vậy à? Tụi tôi đã gặp nhau ở Siba rồi. Các quý cô sướng thiệt chứ ha. Trả bù cho anh em tụi tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc thôi. Thì ai cấm anh đâu. Mà anh ganh tị, bây giờ muốn không? Em dắt anh đi nè. Thôi, mắc công vô đó người ta coi lại giới tính của tôi nữa, kỳ lắm. À, đây là Mai, nhân viên của phòng chị Quỳnh đó. À, dạ chào, chào chị. Em. Dạ, em chào chị. Ờ, hy vọng là mình sẽ làm việc vui vẻ với nhau. Sao vậy? Thôi, lúc nãy vui vẻ với bạn lắm mà. Em ghen phải không? Nè, anh với chị Quỳnh đó rốt cuộc là sao vậy? Thì có gì đâu. Quỳnh ngày xưa Quỳnh thích anh, nhưng mà anh chỉ coi Quỳnh là bạn thôi mà. Thôi mà em đừng có giận nữa.
Đáng lẽ người giận phải là anh đó, chứ không phải là em đâu. Em với Bảo chưa gì đã làm lành với nhau rồi. Là anh làm quậy với em trước thôi chứ bộ. Bộ em không muốn hả? Thì ra lúc nãy anh chọc tức em phải không? Thật ra anh cũng muốn coi em có yêu anh hay không thôi mà. Không yêu anh thì sao lại ở bên anh? Tạm tha cho em đó nghe. Trưa nay về nhà anh nghe. Bữa nay không được. Em muốn hẹn chị Quỳnh trưa nay đi ăn cơm. Nè, em đừng có nói với anh á, làm tính dằn mặt Quỳnh nghe. Anh với Quỳnh không có gì đâu á. Em tin anh mà. Thiệt ra là em có chút chuyện muốn nhờ chị Quỳnh thôi. Cái gì vậy? Thì hoàn thành tiếp công việc đang dở dang của em. Chị Quỳnh, em nghe nói chị từng đi du học ở nước ngoài hả? Chị học cùng trường với anh Bách đó em. Ảnh học lên chị một khóa. Em ngưỡng mộ chị lắm. Chị còn trẻ mà đã là trưởng phòng nhân sự rồi. Chị á, ngưỡng mộ em thì đúng hơn. Có một người chồng hết mực yêu thương chiều chuộng mình. Chị sự nghiệp thì có, nhưng mà được tình duyên thì lận đận lắm. Anh Bảo cũng không có chịu em lắm đâu. Nhiều lúc em cũng ức chế trong lòng lắm. Chắc chị có nghe chuyện ở phòng nhân sự hả? Có. Chị cũng có nghe nhân viên trong công ty đồn. Hình như là em cho nghỉ hết cả phòng nhân sự luôn hả? Em làm gì có cái quyền đó. Hai người kia ra đi là do vi phạm quy chế của công ty. Còn người em muốn đuổi là Mai thì vẫn được anh Bảo cho ở lại. Thiệt ra mình là phụ nữ với nhau, chị cũng biết là cái đám ganh ăn tức ở, nói xấu người khác thì đáng ghét như thế nào rồi. Giờ chỉ có mình chị là giúp được em. Thật ra em muốn chị làm cho nó tự động xin nghỉ việc. Chuyện đó có khó gì đâu em. Em cứ yên tâm đi. Mai à, chị có đống hồ sơ này đang cần rất là gấp. Em làm liền cho chị nha. Có chuyện gì sao em? Chị ơi, để ngày mai được không chị? Bây giờ cũng trễ lắm rồi, em sợ làm không kịp. Chị đang cần rất là gấp. Em phải ở lại làm cho xong rồi hãy về nha. Dạ. Còn em? Dạ. Hình như là ngày mai em xin nghỉ phép đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ngày mai có tiệc cưới của nhỏ em. Vậy thì em đi về đi. Mai, em làm luôn cái này giùm chị nha. Ủa chị Mai, chị làm gì mất lòng sếp hả? Sao em thấy chị bị đì quá vậy? Gì thức sớm vậy em? Em đợi anh Nam. Anh Nam chưa về nữa chị. Cái gì? Đi suốt đêm hôm qua rồi chưa về nữa hả? Em điện ảnh cả chục cuộc luôn rồi đó mà anh không có bắt máy. Không biết anh có bị tai nạn gì không nữa. Em lo quá. Đúng rồi, đi xa vậy cũng nguy hiểm. Để em đi tìm hỏi người ta coi có ai gặp ảnh không. Còn không thì chắc phải báo công an quá chị. Đúng đó. Báo công an đi, để cho họ tìm giùm mình. Chứ bây giờ nó đi tuốt bên Trà Vinh biết đường đâu mà tìm. Dạ, bây giờ cũng hừng sáng rồi, em đi tìm liền. Chị, bà nội có hỏi á, chị nói là anh Nam ảnh về rồi mà ảnh đang ngủ nha chị. Mắc công bà nội lo. Chị biết rồi. Dạ, em vô thay đồ em đi liền. Đi đi. Dạ. Cái thằng quỷ này, sao nó làm cho ở nhà lo hết chuyện này tới chuyện khác vậy? Thank you.
ơi, gì vậy em? Chị có thấy anh Nam không vậy chị? Chị không thấy. Hôm qua nay ảnh chưa có về nữa. Hay là con đi báo công an đi, họ tìm giùm cho. Dạ em cảm ơn chị. Alo, em nghe nè chị Út Đẹp. Em tìm được Nam chưa vậy? Chưa tìm được ảnh nữa chị ơi. Ủa, vậy em đang ở đâu? Giờ em đang tính lên công an trình báo nè. Ừ, có tin gì báo dạ, chị dạ. liền nghe. Có gì em gọi cho chị biết. Vậy nha chị. Ừ. À, Dương, đợi bà một chút. Dạ. À, hồi hôm qua ba bậy quá, đừng giận ba nghe. Dạ không có gì đâu ba. À, ủa mà hôm nay không ra chợ bán hay sao mà bây giờ con định đi đâu đây? Ừ, dạ con đi kiếm anh Nam. Ba có thấy anh Nam không ba? Ờ, tối hôm qua ba có gặp nó. Ba gặp anh ở đâu vậy ba? Ba thấy nó chở nhỏ nào ôm xà nẻo. Ba gặp ảnh thiệt sao? Ủa vậy là nó không về nhà hả? À, mà thôi con về ngó chừng tiệm bánh đi. Ừ, chắc nó đi theo con nhỏ đó rồi. Vài ngày hết tiền hút chích là tự nó bò về nhà thôi. Dạ thôi con đi nha ba. Dạ. Ờ, cho ly nước mía đi. Dạ có liền. Ít đá thôi nha. Chị Út Đẹp ơi. Kêu réo gì? Có phải tối hôm qua thằng Nam qua đêm với cô không? Ờ, thì sao? Chị là giúp việc thôi. Có tư cách gì mà hỏi tôi hả? Ê, nè. Ê, cái con này. Ai cho mày tự tiện vô nhà người ta vậy hả? Nhà của anh Nam, tôi muốn vô lúc nào thì vô. Hả? Trà gì nguội ngắt vậy? Trà thiêu rồi, hôm kia tới giờ đó. Dương đâu? Kêu ra nói chuyện với tôi. Nó không coi ở nhà, được không? Hả? Mày đi ra khỏi nhà không? Hay là mày đợi tao lấy chỗ quán mày đi? Tôi không đi á. Nè, bà đừng có nói xạo. Tôi mới tới lò bánh, không có bà ở đó. Kêu bà ra đây nói chuyện với tôi mau lên. Tao không thích kêu đó, làm gì tao? Hả? Thứ gì lì lợm. Chị tìm tôi có chuyện gì? Tôi tới nói cho chị biết là anh Nam đang ở nhà của tôi. Cái con mặt dày này, mày cướp chồng người ta còn dám tới đây gây sự hả mày? Tôi đang nói chuyện với vợ anh Nam. Bà có phải là vợ anh Nam không mà xen vô vậy hả? Anh Nam á, không có biết tôi tới đây. Tụi tôi ở với nhau tối hôm qua tới giờ. Trời. Nhưng mà anh ấy nghĩ chút tình của chị đối với bà nội chị... nên anh muốn giấu không làm tổn thương chị. Còn tôi thì khác rồi nha. Tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Tôi nghe nói là năm xưa chị chịu lấy anh Nam vì 500 triệu xính lễ chứ gì. Đây 500 triệu cầm lấy rồi buông tha cho anh Nam. Để tôi với ảnh đến với nhau. Chị cũng có yêu thương gì ảnh đâu mà ở lại làm gì hả? Cầm đi. Ê, cái con kia, mày đừng có quá đáng nha mày. Chị cầm tiền về. Cầm về đi. Hay là chị chơi ít. 500 triệu chị bán dạo cả đời ở chợ cũng chưa chắc kiếm được đâu. Chị cầm đi. Chị đừng có xúc phạm tôi như vậy. Tôi không cần tiền của chị. Nếu chị và anh Nam muốn ở bên nhau thì tôi sẽ ly dị để hai người ở bên nhau. Chị kêu Nam về đây nói rõ ràng với tôi. Hả? Cái gì vậy? Em là vợ chính thức của thằng Nam. Sao em chấp nhận cái yêu cầu của con yêu quái này? Ê, con quỷ, mày đi chưa? Không thôi tôi quýnh mày bây giờ á. Chắc là tôi ngán bà quá. Tôi sợ bà quá. Ngon nhào vô. Chưa chắc mèo nào cắn miểu nào à nha. Mày hả mày? Chịu đẹp. Ủa, không nè. Thôi mà. Em không ra. Thôi mà. Con này. Thôi, thôi mà. Chị cầm tiền về đi. Chị kêu anh Nam về đây gặp tôi. Được thôi.
Tôi sẽ về nói với ảnh. Chào. Ơ à. Thiên Kiếm. Ê, nè, hai đứa tụi bay đúng là cá mè một lứa mà. Đứa thì bạc tình, đứa thì trơ trẽ. Sau này đừng có lết cái mặt về nhà này nghe mày. Có chừng tao á. Thôi mà chị. Còn em nữa, đừng có hiền quá. Nó cướp chồng em trước mà. Sao chấp nhận ly dị vậy? Em cũng nản lòng với anh Nam lắm rồi. Nếu anh Nam muốn sống chung với lại Lệ, em cũng không cản. Em chỉ lo cho bà nội thôi. Chị à, nếu mà em và anh Nam có ly dị thì chị nhớ chăm sóc tốt cho bà nội nha. Em đừng có lo. Bà nội không có chấp nhận cái thứ đó làm cháu dâu đâu. Đây là nhà của em. Thằng Nam nó có bỏ em thì bà nội cũng không có bỏ em đâu. Em cứ ở đây. Hai đứa nó muốn đi đâu thì đi.